Hồ Bích Trâm hé lộ chút ít diện mạo quý tử, dân mạng phát hiện em bé giống bố ở điểm này. Ít giờ trước, Hồ Bích Trâm đăng tải một đoạn clip quý tử nhà mình. Trong clip, diện mạo của em bé được hé lộ đôi chút. Dưới bình luận, khán giả vô cùng thích thú cho rằng nhìn nhóc tí rất giống ba, đặc biệt là đôi mắt. Trước đó, Hồ Bích Trâm cho biết hiện con trai còn quá nhỏ nên cô chưa thể công khai diện mạo của con. Hồ Bích Trâm được biết đến qua nhiều phim truyền hình như Thuyền Giấy, Canh Bạc Cuộc Đời, Khu Vườn Bí Ẩn. Tháng 5 năm 2021, cô tổ chức đám cưới tại quê nhà Quảng Ngãi. Đến ngày 19 tháng 6, nữ diễn viên tổ chức tiệc báo hỷ tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, Hồ Bích Trâm hạ sinh con trai đầu lòng. Nữ diễn viên được ông xã đồng hành và chăm sóc chu đáo khi sinh. Hồ Bích Trâm bị tắc sữa, đau nhức và sốt, lần đầu khoe dung mạo của bản thân sau khi sinh con. Vài ngày trước, Hồ Bích Trâm hạ sinh con trai đầu lòng nặng 3,5 kg. Ban đầu mọi chuyện đều ổn, cho đến khi bước sang ngày thứ 3, cô rơi vào tình trạng đau nhức và bị sốt dù sữa ra nhiều hơn. Cô bày tỏ sự đồng cảm của mình với nỗi đau của những bà mẹ bầu sau sinh. Bản thân nếm trải được cảm giác có được sữa cho quý tử khiến cô hạnh phúc. Ngày hôm nay là ngày thứ 3, sữa về nhiều, sưng luôn, hút liên tục và được 180ml. Nhờ ly ông ti sữa mẹ nên sữa về sớm, hành sốt và đau nhức hôm nay quá, chịu không nổi. Hy vọng mau hết kịch liệt vắt sữa, massage và chườm nóng lạnh. Giờ thì hiểu cảm giác của các chị tắc sữa sao rồi. Hồ Bích Trâm lần đầu khoe dung mạo của bản thân sau khi sinh. Dù không son phấn hay quần là áo lượt, nhưng trông cô vẫn tươi tắn và trông phúc hậu hơn bội phần. Sau khi lên trước mẹ, từ khi bé Leon ra đời, Hồ Bích Trâm cập nhật thường xuyên hình ảnh về con trai. Cô vẫn giấu dung mạo con vì sợ lời ra tiếng vào. Chồng Hồ Bích Trâm luôn kề cận và chăm sóc cho hai mẹ con cô chu đáo.